Chào mừng các bạn đến với kênh Top Sao Hoa Những tin tức nóng hổi về những ngôi sao hoa ngữ Những bộ phim hay sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin ngày hôm nay Và bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở góc phải màn hình Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết Không phải cứ mỹ nhân thì sẽ đẹp hoàn hảo Showbiz hoa ngữ có nhiều mỹ nhân lắm nhưng họ cũng giống như người bình thường chúng ta thôi Có nhược điểm và thậm chí còn nhiều là đằng khác Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những mỹ nhân hoa ngữ sở hữu đôi chân không được đẹp cho lắm Thứ nhất, Lưu Diệp Phi Lưu Diệp Phi có chiều cao là một m 7 nổi bật, tuy có đôi chân dài nhưng đáng tiếc là chân của cô ấy không được điểm 10. Trong nhiều bức hình chưa qua chỉnh sửa, Lưu Diệp Phi cho thấy sự thiếu hoàn hảo của mình ở bộ phận này, thậm chí còn to không hề thuộc kém khi so với chân của Dương Dương. Và đây chính là lý do khiến Lưu Diệp Phi thường xuyên diện những bộ váy dài che đôi chân của mình. Thứ hai, Dương Mịch Khác với Lưu Dược Phi, Dương Mịch lại sở hữu một đôi chân thon dài chính danh khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những hình ảnh chưa photoshop kỹ lưỡng, thì các bạn sẽ phát hiện ra nàng mỹ nhân cổ kiếm kỳ đàm có chân vòng kiềng, cong và thiếu hoàn hảo. Thứ ba, Trung Hân Đồng, Nhân sắc của Trung Hân Đồng đúng là không chê được ở điểm nào, nhưng cô ấy lại có một điểm trừ lớn ở chân. Cũng giống như Lưu Dược Phi, chân của Trung Hân Đồng kém thon. Hơn nữa, chiều cao của cô ấy khá khiêm tốn, nên nếu không có Photoshop thì trong hình thể của cô ấy còn một mẫu. Thứ tư, Lưu Đào, Lưu Đào là kiểu mỹ nhân lưng dài chân ngắn, mà ngoài ra chân của cô ấy còn là kiểu chữ X rất rõ ràng. Lưu Đào cũng có đam mê khoe chân cho bằng bạn bằng bè, nhưng vì đôi chân đã khiến cô ấy phải từ bỏ ý định và gần như gắn liền với những bộ váy dài. Thứ năm, Vin San San Vi San San có một chế độ ăn uống và giảm cân rất khắt khe nên công chúng chưa từng thấy cô ấy phát tướng bao giờ cả. Nhưng dù Vin San San luôn giữ được cân nặng ở mức tiêu chuẩn, nhưng cô ấy lại chẳng thể làm gì để giúp đôi chân của mình thon gọn hơn cả. Thứ sáu, Ngô Cẩn Ngôn Chân của Ngô Cẩn Ngôn vốn rất cong và chỉ có Photoshop mới giúp chân của cô ấy đẹp hơn mà thôi. Nhưng chân cong đã đành, đây Ngô Cẩn Ngôn còn là một sao nữ ám ảnh chuyện giảm cân nữa, nên càng thêm tệ, lúc cô ấy bước đi trông cũng chẳng tự nhiên chút nào. Thứ bảy, Thẩm Nguyệt Thẩm Nguyệt là mỹ nhân chân ngắn có tiếng trong showbiz hoa ngữ, chiều cao đã có hạn rồi thì chớ, mà Thẩm Nguyệt còn sở hữu đôi chân kém thon, dù cô có làm gì thì cũng chẳng thể đẹp hơn được không chỉ có thẩm nguyệt chắc nhiều chị em cũng gặp phải tình cảnh tương tự cô ấy ngô hân đôi chân chính là điều khiến ngô hân phải khóc thầm vì không chỉ khá to mà còn bị cong nữa ngô hân từng cảm thấy khá buồn với đôi chân không được đẹp của mình và còn tìm đủ mọi cách như tập thể dục và liệu pháp tăng chiều dài nhưng chẳng được như ý Điểm yếu ở đôi chân khiến nhiều sao nữ đánh mất sự tự tin khi họ không thể mặc được nhiều loại trang phục khác nhau. Nhưng mỹ nhân hoa ngữ ở trên đều cố gắng khắc phục nhược điểm của mình. Nhưng đáng tiếc là trời sinh đã vậy, họ khó mà thay đổi được gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ chia sẻ và like. Cũng đừng quên nói lên những cảm nghĩ của mình bằng cách comment ở phía bên dưới nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.